Ya Allah. Để bắt mặt cá. Cục hàng nhá. Vâng. Cục hàng nhá. Vâng. Gia đình nhá xin giúp đỡ cho việc phục vụ cuộc xây nhà phục vụ. Vâng. Chúc đỡ. Vâng, đây gửi ông chủ đi đây ạ. Vâng. Thôi. Cảm ơn nước nhé. Được rồi, cảm ơn tôi rất vui. Cũng vừa bắt đầu khởi hành đến với. À vậy á. Dạ, con nhờ chị gái con đi thăm nhà lắm nha. Mẹ chị xưa là nhà của chị nhà của tôi. À, đấy. Em có vậy là chị mà. Chị sợ. Mấy cái này chắc có bên trong à? Dạ, chắc có kia hồi đó em bé. Anh thì... Cậu ấy biết anh để cậu này là cậu Vĩ Thiên đấy nhiên. Có. Xong rồi, à xong. Hồi xưa là ở hàng xóm, mà giờ ăn khác thì là... Từ ngày hồi con đi lâu rồi chứ? À, vâng, à. Ông chủ ngồi đi. Anh chủ là chị ban quản giáo cũng ghé thăm ra đây. Mấy căn tất cả? Anh Tâm 6 căn hả? Anh Bảo á? Ôi trời ơi. Ông Trùng. Cho vào không gì? Đây là Tâm Trùng. Tâm nước. Rồi xong rồi. Như là Thanh Xây. Chú gì Sơn nhỉ? Dạ, chú Quốc Sơn. Chú Quốc Sơn. Rồi, dạ, cảm ơn chị nhé. Sơn này đứng lên sát sát này để chung trang. Rồi rồi. Rồi rồi. Biết rồi. Đi có vẻ phấn khởi nhỉ. Được như thế này thì phấn khởi. Đúng rồi. Như thế này phấn khởi. Nhà nào không được như bà có là thì phấn khởi. Đúng rồi. Hai chục. Như thế này. Phải biết like nữa. Có. Dấu nhà phải không biết. Có từng bài dấu bài làm gì. Rõ ràng. Đang làm hàng ở dưới nhà anh kìa. Làm cái gì? Làm cái gì? Lấy cái hàng. Xé bài à? Vâng. Nó làm sống nhảy.
cho em gửi gia đình bên bản. Vâng, hiểu rồi. Vâng, vâng, sao? Các bạn lớn phải dành nhà đi dành nhanh. Giống như ông chưa có nhắc luôn đấy. Bây giờ đây là đặt tuổi bao nhiêu tuổi? Đi đây chứ. Chưa đi thẳng có con béo lên. Nói gì cái hay cả đấy không? Không có là đi kiểm tra cái đấy không? Đây ông cứ mua xe cũ bán xe mới cũng sáng tay rồi, sáng tay rồi. Chị em có đang bàn tính để hôm nào con gặp cha. Là vì bố mẹ con cũng để lại một số đấy, thì là hôm nào con sẽ làm cho cha. Rồi, tất cả biết, tất cả biết rồi, tất cả biết rồi, tất cả biết rồi. Có tên ở đây ạ? Chưa. Vâng, cảm ơn. Ít làm nhiều cha. Vâng. Bao nhiêu gì? Cho còn mấy bao xi măng lắm. Vâng. Mỗi lần phải không? Xin bà lộ 1-2 xe xi măng không được. Vâng. Phải bao ăn chung rồi, ăn đứng đi, ăn đứng đi. Vâng, chào anh nha. Vâng, đầy đủ hết rồi. Cảm ơn gia đình. Con cưng. Ây, kẻ cha là gì đây? Nhà bà cô giúp đỡ cho nhà của cô. Anh Tây ạ. Vâng. Chào chị. Vâng, cảm ơn rồi. Cảm ơn rồi. Cái gì đây? Ấy là cha cha. Nhưng mà có cha không đây? Thôi thôi. Bà coi gì? Không cho coi. Cô bố bà coi kỹ năng gì đây? Rồi, cái tên chào cô. Thôi, thay mặt cho cha cũng như là ban hành giáo cảm ơn. Chú trời ơi. Chú ơi, chẳng có gì đâu. Đi rồi. Bà cố cứ vẻ nha. Nhọc vẻ, bà chào nha. Bao giờ thao băng? Dạ. Mấy phần mấy tháng nữa thao băng? Có tên cho ông chủ rồi. Có tên là Qua hai. Cảm ơn gia đình. Vâng, cảm ơn nhé. Mấy cũng sẽ làm cho lại mở kho rồi. Rồi, cảm ơn nhé. Chưa ngồi đấy. Rồi.
Vừa nghe đi, có chúc thì đến con hỏi thì con gửi cho cha và các ông là đi đến chơi quên mấy đồng tiền này đâu đấy nước bà già đấy con gửi cho con một ít thôi đây con có một ít rồi con gửi đây không gì đấy cái đó thằng này đó đi kia mà tốt rồi nhiều gì tiếp theo chúc mừng là cho đây rồi. Bên
gia đình ăn rồi nhá. Dạ không chú ý nữa. Ông bà bố của cô cũng xin Chúa chúc xuống nhiều sức khỏe cho gia đình, và hôm nay cũng nhà sĩ giúp đỡ của ông bà bố thì cũng giúp đỡ cho nhà bà bố. Cha chị lớn quá, không bù cho cha nhà con ở trên kia về xuống muốn một tí không được. Hôm nay cũng cha đến thăm gia đình cô cũng như là ban chỉ đạo nhà sĩ. Ít là hai phép. Sao không tính được vậy? Ôi chân bảo là không có. Không có biết ông vừa uống. Ôi chân bảo là có bên đá nào mà thấy được. Mày đây hỏi cái này, đá gì nhỉ? Đá gì bê vừa tay hả? Hay là nặng nặng nghe? Không phải, tại vì cha thế mặt ông dạ, ông bà à, cô chú đại quan kia dạ. Thì thôi cô đưa châm thân thiện để đến tháng 6 này thì bây giờ rồi tháng 6 rồi thì rồi. Là con để gặp cha riêng đó không phải để đến tháng 6 này mà chị con về gia đình chị con về thì bây giờ con có một chút thì con được đúng rồi đấy 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 chấm được chưa thôi chưa thôi mai mới rồi đấy nó không có đang đi làm cái này gọi là cái này cái đi cũng nhanh đâu sợ rồi dạ vâng mai chúng ta sẽ đưa mà đặt đến không bị không phải có nhà vô đây không một chân nhìn ông trường ơi Loan chút nhìn đám nào không giải chỉ một hai xe xi măng thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái tất cả đang đầy của nước rồi coi cái này nó bắt thẳng cái đó là đấy rồi đỡ rồi vậy chứ nó phải lo gì không xưa nhớ nó là cái chỗ đi đôi thôi đứng thôi bà cám ơn nó làm mày
nhưng mà đọc kinh thì vẫn được nha. Em ghi nhớ được không? Được. Ông nhận trách nhiệm về những hộ đăng ký mà các bạn đã kinh thì không được thì là ngưng rồi. Đó, hôm họ Hãy
hôm nay cũng có cha với ban thằng sáu đến thăm gia đình cô. Chào cô. Mày xe mà. Ừ. Nghiêm này. Hôm nay là cha cũng là thằng đến thăm gia đình cô. Sự buổi gia đình cô. Em có cái này gửi nhé. Vâng, cảm ơn nha. Thank you.